Chào thầy, hôm nay em xin trình bày về bài sử dụng led ở đoạn chạy từ 0 đến 59 dùng bích 16 đến 7. Trước tiên là em trình bày về cái video đồ, thì cũng như lần trước là mình begin có một trọng, sau rồi mình cho chạy một vòng lặp for cho y bằng 0, y bé 60, sau đó y cộng cộng, và đây là cái mặt của mình. Thì mặt mình thì có một cái nút nhấn nối vào chân Master Reset, xong rồi một cái tụ hợp âm nối vào chân 13, 14, hai con led, hai con led để đại nối vào là C và D. Và đây là phần code. Code của mình phần này rất là đơn giản, khai báo thư viện rồi khai báo cho con led của đoạn, rồi mình khai báo cái biến đếm để mình chạy phần form sử dụng 8, rồi mình có mình cấu thành cổng C, cổng D, cổng D, cổng C. Sau đó mình sẽ cho phần form cái đếm là biến y đi 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 đồ đếm bằng 0, biến đếm 60, đếm bằng cộng. Rồi ở đây mình sẽ cấu hình cho chân C sẽ là hàng chục, D sẽ là hàng đơn vị. Hàng chục thì mình sẽ mã led giai đoạn đếm này chia hết cho 10 và lấy phần nguyên, và đơn vị sẽ đếm chia hết 10 và lấy phần dư. Sau đó mình để delay để mình nhìn. Rồi tiếp theo là mình sẽ đổ cái code vào này vào cái mặt của mình, sau đó mình cho chạy. Mình có cấu hình một cái chân nó cộng các cây xếp, bây giờ mình thử để hiện sẽ tắt hết, cũng là trả từ đầu. Em cảm ơn thầy đã lắng nghe rồi.